Xin chào các bạn, chúng ta đã quen với vẻ nhẹ nhàng thanh lịch của tiểu thư Kaya. Thế các bạn có tưởng tượng ra nếu như Kaya đi tập gym thì cô ấy sẽ biến đổi như thế nào không? Mời các bạn xem video tiểu thư Kaya sau khi tập gym. Bao giờ việc dễ vẽ một tác phẩm thì vẽ khuôn mặt lúc nào cũng là khó nhất. Nhất là đôi mắt để được có hồn thì mất khá là nhiều công sức. Từ các điểm nhấn nhá, các điểm bóng ở trên đôi mắt, lông mi, lông mày thì cũng đều phải rất chỉn chu để thể hiện được cái nét của tiểu thư Kaya, để không bị mất đi cái hình ảnh đó, để cho mọi người chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra đây vẫn là Kaya. Đây là giả thiết của tôi, sau khi một thời gian dài cô ấy tập gym thì cơ thể đã phát phì với những cơ bắp, thế nhưng khuôn mặt thì vẫn giữ được cái nét nhẹ nhàng thanh tao của một tiểu thư đại cát. Nếu bạn nào yêu thích nghệ thuật, yêu thích các bản vẽ thì để thể hiện được một khối cơ, để thể hiện được cái sự nổi bật, cái sự cong thì các bạn nên thể hiện ba màu đậm, vừa và nhạt trên cùng một khối cơ đó. Nếu như các bạn chỉ thể hiện hai màu thôi thì sẽ không nổi bật rõ và trông nó rất là bình thường. Đấy, các bạn có thể thấy tất cả các khối cơ trên cánh tay này tôi đều phải dùng đến 3 màu: màu da nhạt, màu trung bình và màu đậm, để làm nổi bật lên khoảng tối khoảng sáng. Giống như tất cả các truyện tranh Nhật Bản, tất cả các anime thì bất kỳ nhân vật nữ nào tôi cũng thấy có bộ ngực rất là khủng. Tôi chưa gặp một cái nhân vật nữ nào mà lại có ngực lép cả các bạn ạ. Mặc dù ngoài đời thật thì những nhân vật mà có cơ thể hoàn hảo như này là rất ít. Tiểu thư Kaya sau khi tập gym như thế này thì cô ấy vẫn là một người rất là đài các, rất là lá ngọc cành vàng. Thế nhưng nếu mà đi thi các cuộc thi thể hình
thì cô ấy chắc chắn sẽ giành giải, không nhất thì cũng nhì các bạn. Đấy, cơ bắp khúc nào ra khúc đấy như thế này thì xin thưa với các bạn, tôi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi bộ truyện tranh Dragon Ball. Ở truyện tranh đó xuất hiện rất nhiều các lực sĩ, rất nhiều các nhân vật sức mạnh. Đây, sau khi hoàn thành tác phẩm thì tiểu thư sẽ trông như thế này. Ai có muốn có bạn gái như thế này không? Có một số bạn comment hỏi tôi rằng tôi lấy cái bản vẽ đen trắng ở đâu để tô màu. Và đây, đây là câu trả lời thưa các bạn. Cái bản vẽ đen trắng đấy cũng là do tôi tự vẽ ra, chứ không có download ở đâu cả, không có lấy ở đâu cả các bạn nhé. Trước khi lên màu thì tôi cũng phải vẽ thô trước. Không biết rằng nếu một ngày mà tác giả Uchida nhìn thấy tôi đã thay đổi nhân vật của ông ấy như thế này thì không biết là ông ấy sẽ tỏ thái độ như thế nào, không biết là nực cười, thích thú hay là vô cùng tức giận. Nhưng tôi cũng chỉ là một fan của bộ truyện One Piece, cho nên tôi cũng có thể thể hiện cái cá tính của mình. Các bạn có công nhận với tôi rằng tạo hình nguyên mẫu của Kaya thì rất là dễ thương không? Thế nhưng mà tôi thấy sau khi cho ra bản vẽ này thì tôi thấy Kaya vẫn dễ thương nhưng lại tràn đầy sức mạnh. Nó hợp với gu của rất nhiều người. Đâu phải phụ nữ lúc nào cũng là yếu ớt